khởi tố hiệu trưởng trường cấp 3 chiếm đoạt tài sản. Công an vào cuộc bắt khẩn cấp đối tượng giả danh cục phó cục C02 lừa chạy án cho chùm cát tặc nóng, thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu đô, 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ. Hà Giang khởi tố nguyên hiệu trưởng. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, Đảng và Nhà nước ta xác định rõ mức độ nghiêm trọng của nạn tham nhũng trong giáo dục và tiếp tục ban hành các chỉ thị, nghị định và chiến dịch phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng trong giáo dục vẫn chưa được sự quan tâm đúng mức và vấn nạn này thường được xem là một hiện tượng xã hội hơn là một loại tham nhũng. Phẩm chất, đạo đức của người giáo viên ngày nay nói chung so với những giáo viên ngày xưa đang có sự giảm sút. Hình ảnh người thầy chính là một tấm gương sáng đối với học sinh. Học sinh luôn nhìn vào hành vi, lời nói, nhân phẩm của người thầy để học hỏi. Thì hiện nay không phải tất cả nhưng có một bộ phận không nhỏ các thầy cô giáo đang bị xuống cấp, thoái hóa về đạo đức. Mới đây, tối ngày 14 tháng 10, Công an tỉnh Hòa Bình đã thông báo ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quyết Thắng, 44 tuổi, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn. Ông Thắng bị tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Quyết Thắng với vai trò là hiệu trưởng đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm khối 12 thu tiền ấn phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ học sinh trong các năm học 2022, 2023 và 2023, 2024. Mặc dù chi phí này đã được ngân sách nhà nước chi trả, nhưng ông Thắng vẫn chỉ đạo thu 100.000 đồng trên một học sinh với lý do để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp, bao gồm các ấn phẩm như giấy nháp, giấy thi, giấy trả lời trắc nghiệm. Hành vi của ông Thắng bị đánh giá là vi phạm nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn để thu lợi bất chính, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục và niềm tin của xã hội vào công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các sai phạm có liên quan. Công an vào cuộc bắt khẩn cấp đối tượng giả danh cục phó cục C02 lừa chạy án cho chùm cát tặc nóng, thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu đô, 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ. Hà Giang khởi tố nguyên hiệu trưởng. Kiểm soát quyền lực để không có ông vua con ở địa phương. Quý vị thân mến, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến hết sức phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau, nhất là sử dụng công nghệ cao để gây án, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống của nhân dân. Trong đó, thủ đoạn giả danh người có chức vụ quyền hạn để lừa đảo, nhất là giả danh các cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án vẫn đang tiếp tục xảy ra, mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, thông báo về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người bị dính bẫy. Mới đây, biết vợ chồng Tú Ác đang bị điều tra khai thác khoáng sản trái phép, Thảo đã giả danh cục phó cục C02 lừa lấy tiền để chạy án cho vợ chồng này. Đến sáng ngày 10 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Thảo, 52 tuổi ở Hà Nội, tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin ban đầu, Hoàng Văn Thảo bị bắt sau khi đã nhận hơn 400 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị Thúy Nga, vợ của Trần Văn Thuận, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam. Khi vừa nhận tiền xong, Thảo rời đi được khoảng 200 mét thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã đưa Hoàng Văn Thảo đến nơi tạm trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để khám xét nơi ở khẩn cấp. Bước đầu xác định Thảo có hành vi giả danh đại tá cục phó cục cảnh sát hình sự Bộ Công an nhằm lừa đảo chạy án cho vợ chồng Trần Văn Thuận, tức Tú Ác, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Việt, đã bị bắt về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và trốn thuế. Theo điều tra ban đầu của công an, biết vợ chồng Trần Văn Thuận đang bị công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và nhiều dấu hiệu phạm tội khác. Hoàng Văn Thảo đã nổ với vợ chồng Thuận là Thảo hiện đang làm cục phó cục C02, có thể can thiệp vào quá trình điều tra và cam kết hai công ty của hai vợ chồng Thuận chỉ bị xử lý hành chính mà không xử lý hình sự, điều kiện là phải đưa cho Thảo tiền tỷ để chạy án. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 9, Trần Văn Thuận vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nhà để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Dù Thuận đã bị bắt, Thảo vẫn tiếp tục liên lạc với bà Nga, yêu cầu vào thành phố Hồ Chí Minh gặp để bàn việc giải cứu cho Thuận được tại ngoại và không tiếp tục bắt bà Nga với điều kiện phải đưa trước 2 tỷ đồng để chạy án. Sau đó, bà Nga đã nhiều lần đem tiền vào thành phố Hồ Chí Minh để đưa cho Thảo.
Thảo còn hẹn gặp bà Nga tại một quán cà phê gần trụ sở cơ quan Bộ Công an ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo lòng tin với bà Nga. Sau khi nhận tiền lên xe đi một đoạn, Thảo bị các trinh sát bắt giữ. Theo xác minh của công an, Hoàng Văn Thảo từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh tạm trú, hành nghề bán cháo lòng. Quý vị thân mến, cuộc chiến với phòng chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã trở thành một xu thế không thể đảo ngược. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng, nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Đảng ta đã kiên quyết đấu tranh không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Nhiều cán bộ cấp cao, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang cũng bị xử lý, kể cả người đang đương chức hay đã về hưu. Chính vì vậy mà những hành vi giả mạo lực lượng chức năng, đặc biệt là cán bộ ngành công an để lừa đảo là hành vi vi phạm pháp luật, cần được xử lý nghiêm minh để giáo dục, răn đe và ngăn ngừa hành vi vi phạm, nhất là không để các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội, làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của ngành công an nhân dân và của Đảng. Quý vị thân mến, Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 nêu rõ chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng, áp dụng chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội nhưng có thái độ thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức năng, nghiên cứu sửa đổi pháp luật hình sự theo hướng khoan hồng hơn đối với những người đưa hoặc người nhận hối lộ nhưng đã tự giác khai báo và nộp lại tài sản trước khi bị phát hiện. Chú trọng tới các chế tài phạt tiền nhằm tăng khả năng thu hồi tài sản tham nhũng. Mới đây, Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan chức năng đã khởi tố 26 bị can với 5 tội danh và thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu đô, 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ trong vụ án Phúc Sơn. Tại buổi họp báo quý 3 năm 2024 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an đã thông tin về diễn biến điều tra 4 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, Dự án Sài Gòn Đại Ninh và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố các vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, Dự án Sài Gòn Đại Ninh từ đầu năm 2024 đến nay đều đang trong quá trình điều tra. Đây đều là các vụ án lớn, rất phức tạp, thuộc diện theo dõi và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đối với vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, Cục C03 đã tiến hành khởi tố 26 bị can với 5 tội danh như vi phạm quy định về kế toán, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Bất động sản Thăng Long, Tập đoàn Phúc Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Đến nay, Cục C03 đang tập trung điều tra, củng cố các sai phạm và mở rộng điều tra với các đối tượng có liên quan để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, thu hồi triệt để tài sản. Cơ quan điều tra đang thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu đô, 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ trong vụ án này. Với vụ án tại Tập đoàn Thuận An, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết Bộ Công an đã tiến hành khởi tố 8 bị can về 5 tội danh. Còn ở dự án Sài Gòn Đại Ninh, Cục C03 đã khởi tố 8 bị can và đang tiếp tục điều tra rà soát những người có liên quan trên tinh thần xử lý nghiêm. Cả 3 vụ án đều rất phức tạp nhưng Cục C03 đang tập trung và sẽ sớm ra kết luận điều tra. Đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cũng cho biết Cục C03 đã khởi tố 2 vụ án. Ở giai đoạn 1, vụ án đã được đưa ra xét xử, còn giai đoạn 2 liên quan đến trái phiếu đang trong quá trình xét xử. Nếu tòa án trả lại hồ sơ, cơ quan công an sẽ điều tra thêm, còn không sẽ kết thúc điều tra. Trước đó, vào cuối tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu hay còn gọi là Hậu Pháo làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can bao gồm Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần
phần Tập đoàn Phúc Sơn, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định, giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn là lao động tự do. Các bị can nêu trên đều đã bị khởi tố vì đã có hành vi giả mạo khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản có liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, phạm vào khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngoài ra, cũng có một số lãnh đạo địa phương, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc, đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra do có hành vi vi phạm liên quan đến vụ án này. Quý vị thân mến, những thành quả đã đạt được là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của Đảng và Nhà nước, sự đồng hành của toàn thể nhân dân và có một phần không nhỏ của các chiến sĩ công an nhân dân. Cùng vì mục tiêu chung như Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện quyết tâm rất mạnh mẽ, bền bỉ trong xây dựng một xã hội Việt Nam phát triển bền vững vì con người, từ phương châm dân là gốc, Cố Tổng Bí thư đã xác định lợi ích của nhân dân là tối thượng, đích đến của mọi chính sách và quyết sách. Hà Giang khởi tố nguyên hiệu trưởng. Mới đây, nguyên hiệu trưởng một trường mầm non ở Hà Giang vừa bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Thị Ngọc, sinh năm 1977, trú tại thôn Cốc Tróng, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, nguyên là hiệu trưởng trường mầm non xã Bạch Đích, huyện Yên Minh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 1 điều 356 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra ban đầu xác định từ tháng 11-12 năm học 2020-2021, năm học 2021-2022, năm học 2022-2023, Đồng Thị Ngọc giữ chức vụ là hiệu trưởng trường mầm non xã Bạch Đích đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để lập khống chứng từ, rút tiền, kinh phí chi cho nhân viên phục vụ nấu ăn theo Nghị định số 105-2020, Nghị định Chính phủ ngày 8 tháng 9 năm 2020, Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non. Sau đó đã chi sai mục đích số tiền đã rút, gây thiệt hại tổng số tiền ngân sách nhà nước là 186,9 triệu đồng. Hiện nay vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm minh. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy. Đây là những câu nói rất nổi tiếng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Tổng Bí thư, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, học và làm theo Bác Hồ là một nhu cầu văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, khi lần đầu tiên Bác đến thăm khu đền Tổ Hùng Vương, Phú Thọ, tại đền giếng trong khu di tích đền Hùng, Bác gặp gỡ các cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong Sư đoàn 308 Quân đoàn 1 đang trên đường chuẩn bị về tiếp quản thủ đô. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, Bác cháu ta gặp nhau ở đây trong tình cờ nhưng lại rất có ý nghĩa. Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhấn mạnh, đất nước ta đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, nhiều thử thách, tiếp tục đạt được những kết quả rất to lớn, khá toàn diện về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục được thực hiện quyết liệt với cách làm mới, có chiều sâu, đồng bộ, hiệu quả. Từ đó góp phần kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự miễn, tự chuyển hóa trong nội bộ, tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ, chủ nghĩa cá nhân, tha hóa quyền lực trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, đặc biệt là những người lãnh đạo, những người đứng đầu, đang có xu hướng kiểm soát quyền lực về tay của mình để trở thành những ông vua con ở địa phương. Ngày 8 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Lan bị bắt vì tội nhận hối lộ. Cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Cùng bị tạm giam về tội danh này còn có ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời gian giữ chức vụ làm Bí thư Tỉnh ủy, bà Lan từng gây xôn xao dư luận khi tỉnh Vĩnh Phúc quyết định bổ nhiệm con gái bà Lan là Trần Huyền Trang, sinh năm 1990, làm Phó Giám đốc
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 2 năm 2021. Thời điểm đó, bà Trang, 31 tuổi, trở thành nữ phó giám đốc sở trẻ tuổi nhất ở tỉnh Vĩnh Phúc cũng như cả nước. Trước đó, bà Trần Huyền Trang từng du học tại Trung Quốc, sau đó về làm chuyên viên của Thành đoàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ đầu năm 2013. Đến giữa năm 2016, bà chuyển sang làm chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2017, bà Trang được cử đi học ở Singapore. Năm 2018, bà Trang trở về nước và được bổ nhiệm giữ chức phó phòng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, rồi lên làm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi vào cuộc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc đã vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sau đó đã thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Trần Huyền Trang, con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Từ sự việc xảy ra ở tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi mới thấm thía câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng ta mới đây, thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước. Phải công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, việc cả Bí thư và Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và Lâm Đồng cùng phạm sai lầm như vừa qua là điều rất đáng suy ngẫm trong quản lý. Bài học rút ra là phải kiểm soát quyền lực của những cán bộ chủ chốt đứng đầu địa phương. Khi có quyền lực trong tay, nếu không kiểm soát tốt thì họ sẽ tự tung tự tác như một ông vua con ở địa phương, dẫn tới những sai phạm. Và ông cũng cho rằng trước khi cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị bắt, nội bộ tỉnh có nhiều biểu hiện rất phức tạp. Do vậy, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng tin tưởng ông Dương Văn An với kinh nghiệm từng làm bí thư Bình Thuận sẽ thể hiện được năng lực lãnh đạo, gắn kết nội bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Và ông cũng kỳ vọng quyền bí thư tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thái Học sớm phát huy được thế mạnh, bản lĩnh của người từng công tác trong Ban Nội chính tỉnh ủy Phú Yên và Ban Nội chính Trung ương để xử lý thành công những hạn chế yếu kém của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Quý vị thân mến, mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam đã đưa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Châu Long, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, vào ngày 27 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Theo Công an tỉnh Quảng Nam, qua công tác nắm bắt thông tin, kiểm tra an toàn thông tin trên môi trường mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đường dây đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành phố có nhiều đối tượng tham gia, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Qua quá trình điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, đến nay Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khởi tố 7 bị can về các tội danh nêu trên. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thông sinh năm 1993, trú thôn Tân Phú, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, Lê Châu Long sinh năm 1971, khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, hiện là Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Qua điều tra, xác định các bị can là những người có trình độ về công nghệ thông tin, từng làm trong các trang, cổng thông tin điện tử của các địa phương, một số đang làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc thành lập công ty hoạt động trên lĩnh vực thiết kế website và được các sở, ban ngành, trường học, tổ chức chính trị, xã hội, cá nhân hợp đồng thuê thiết kế, xây dựng website. Trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2024, các bị can đã lợi dụng việc được giao quản trị các website trên trang cổng thông tin điện tử của các sở, ban ngành, trường học, tổ chức chính trị, xã hội sử dụng trái phép quyền quản trị các website được thuê thiết kế để chèn các link quảng cáo và các website tên miền chấm
gov.vn của các cơ quan nhà nước, các website tên miền .edu.vn của các trường học để thu tiền quảng cáo trái phép. Việc chèn trái phép link quảng cáo dưới tên miền của các cơ quan nhà nước, trường học đã khiến cho một số người dân bị nhầm lẫn, từ đó họ vô tình làm lộ thông tin cá nhân hoặc bị chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nguy hiểm hơn là các link quảng cáo này chuyển hướng đến các trang cá độ, đánh bạc, quảng cáo cờ bạc trái phép trên mạng. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin, gia tăng tội phạm về cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm. Vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng để củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Khi công lý đánh đổi bằng tiền, bản án thích đáng dành cho những kẻ biết rõ luật mà vi phạm pháp luật. Quý vị thân mến, việc nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật là rất quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy có những người rất am hiểu pháp luật nhưng lại vi phạm pháp luật. Cho nên, việc tổ chức thực thi thật nghiêm pháp luật trong giai đoạn này là rất quan trọng. Chỉ cần một vụ án mà những người am hiểu pháp luật vi phạm pháp luật thì tác động tiêu cực rất xấu đến nhận thức của người dân, làm giảm sút niềm tin vào việc chấp hành pháp luật. Chính vì vậy mà cần nâng cao việc chấp hành pháp luật trong thực tiễn, nâng cao thượng tôn pháp luật. Quý vị thân mến, sau một thời gian nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt cựu thẩm phán nhận hối lộ 500 triệu đồng với mức án 15 năm tù. Sáng ngày 26 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt ông Võ Đình Sớm, cựu thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh, 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo bản án, ông Võ Đình Sớm được phân công giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông Phan Anh Tuấn, trú ở phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Trong quá trình giải quyết, ông Sớm đã yêu cầu ông Tuấn phải đưa 1,5 tỷ đồng để xử lý cho thắng kiện. Ông Sớm đã nhiều lần thúc giục ông Tuấn phải giao tiền. Khi ông Tuấn không đủ tiền, ông Sớm yêu cầu đưa trước 500 triệu đồng. Vào sáng ngày 4 tháng 8 năm 2023, ông Tuấn mang túi sách bên trong có chứa 10 cọc tiền mệnh giá 200.000 đồng và 6 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 500 triệu đồng đến phòng làm việc tại Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai để đưa hối lộ cho ông Sớm. Sai phạm ở dự án điện gió, nhiều tổ chức cá nhân bị kỷ luật. Ba tổ chức đảng và ba đảng viên ở Ninh Thuận bị khiển trách do vi phạm trong tham mưu thực hiện các dự án đầu tư điện gió, điện mặt trời trên địa bàn. Theo thông báo mới nhất của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Ninh Thuận, ba tổ chức đảng bị khiển trách bao gồm Chi bộ Văn phòng Phát triển Kinh tế thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi bộ Phòng Quản lý giá, Công sản và Tài chính Đầu tư thuộc Đảng bộ Sở Tài chính, Chi bộ Phòng Quản lý đất đai thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, ba đảng viên liên quan bị khiển trách là bà Lê Thị Thanh Tủy, Giám đốc Văn phòng Phát triển Kinh tế, Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Quản lý giá, Công sản và Tài chính Đầu tư Sở Tài chính, Hồ Xuân Hùng, Trưởng phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường. Động thái của cơ quan kiểm tra tỉnh Ninh Thuận thực hiện theo thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 42 vào ngày 14 đến ngày 16 tháng 6 theo phân cấp quản lý cán bộ. Tại kỳ họp này, Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Lưu Xuân Vĩnh, nguyên Chủ tịch tỉnh, khiển trách một số lãnh đạo sở, ngành, địa phương. Hồi tháng 12 năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã kết luận Ninh Thuận có nhiều sai phạm liên quan đến quy hoạch cho thuê đất đối với một số dự án điện mặt trời, điện gió ở huyện Thuận Nam, Ninh Phước và Ninh Sơn.